Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, trong đêm Xuân Yêu Thương diễn ra vào đêm tháng 1 năm 2023 tại nhà thờ giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, chương trình đã có mời nghệ sĩ Hoài Linh và anh đã chia sẻ về cuộc đời sống đạo của mình. Anh đã chính thức thừa nhận quay trở lại đạo Công giáo. Những tưởng rằng việc anh công khai bỏ đạo mẫu, quay trở lại đạo Công giáo được ví như đứa con hoang đàng trở về. Thế nhưng sáng nay, Hoài Linh lại xuất hiện ở lễ giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại Quảng Bình. Điều này khiến ai cũng bất ngờ và đặt câu hỏi lớn về đời sống đức tin của anh. Sau khi những hình ảnh Hoài Linh xuất hiện trong lễ giỗ được lan truyền trên mạng, rất nhiều người tỏ ra thất vọng, cho rằng anh làm tôi hai chủ, buôn bán thần thánh, tôn giáo cũng linh hoạt nữa. Một số bình luận của độc giả trên các trang mạng xã hội: sao chú nói chú quay lại đạo Chúa? Ủa, đạo vụ mùa hay gì? Đang lạy Chúa thì bị mẫu gọi về, vân vân. Anh Phương Nguyễn cho rằng, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà phải nói dối. Chị Trước Bách cũng ngạc nhiên chia sẻ, nghe nói quay về đạo Công giáo rồi mà. Chị Nguyễn Phượng nhận định, cá nhân tôi chả tin vào những người có bản tính lươn lẹo. Đây là lỗi đạo, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Sau đây là đôi nét về lễ giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh để mọi người cùng hiểu. Theo truyền thuyết dân gian Việt Nam, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một vị thánh trong tứ bất tử. Thánh Mẫu là con gái của Ngọc Hoàng, đã ba lần giáng sinh phàm trần, hiển linh cứu dân giúp nước. Thánh Mẫu Liễu Hạnh từng được triều đại phong kiến từ thời Lê đến thời Nguyễn cấp nhiều sắc, tôn phong là mẫu nghi thiên hạ và được nhân dân cả nước thờ phụng, tôn vinh. Hàng năm, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, người dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lại thành kính tổ chức lễ giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Để ghi nhớ công ơn của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nhân dân Quảng Bình đã lập đền thờ ngay dưới chân đèo ngang, bên đường Thiên Lý Bắc Nam. Con cháu đời đời phụng thờ và lấy ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày Thánh Mẫu không bệnh mà hóa, để tổ chức lễ giỗ rất thành kính. Lễ hội đồng thời được tổ chức hai điểm tại đình làng Vịnh Sơn và đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc. Trong đó, phần lễ bao gồm các lễ cúng, tế, rước sắc phong, các hoạt động hầu văn. Phần hội chủ yếu diễn ra ở đình làng Vịnh Sơn gồm các hoạt động như nấu bánh chưng, tổ chức các trò chơi dân gian. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh đặc biệt của nhân dân hướng về cội nguồn dân tộc, đồng thời cũng là dịp nhắc nhở cháu con thế hệ hôm nay và mai sau phải khắc ghi công ơn của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch Trần Quang Trung cho biết, từ lâu, đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã trở thành một điểm đến tâm linh nổi tiếng. Đặc biệt là dịp đầu năm và những ngày diễn ra lễ giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người dân và du khách thập phương đến đây dâng hương để xin tài lộc, cầu sức khỏe, bình an. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.